Em xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021 Em là Lan rừng Bảo Tú Số điện thoại liên hệ là 0368 46 83 86. Hôm nay thì em có một chút tam bảo sắc Tam bảo giác hôm qua vừa mới về rất là tươi nha cô chú anh chị Rất là tươi Đây cô chú anh chị nhìn lá đấy ạ Tươi mơn mởn luôn đó, hàng từ rừng về em chia sẻ với cô chú anh chị luôn Cho nên là cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm nha Hàng rất là đẹp, hôm nay em bán theo ký nha Hôm nay em không xếp đơn, em bán theo ký Thì ở đây em có độ khoảng, lựa được độ khoảng 5 ký, 6 ký hàng hàng đẹp Hàng khá là đẹp đúng không cô chú anh chị Đấy hàng đẹp này Cây xếp có này Cây xếp lá to Với cả lá rất là dày bóng là khá là to rất là mướt này ta bảo sắc mà được lá to như vậy thì rất là ưng đấy ạ thì hôm nay em bán là 100 140 000 cho một ký ta bảo sắc hàng đẹp như vậy nha 140 000 cho một ký và một ký thì cô chú anh chị trồng sẽ được rất là nhiều luôn nha một ký thì sẽ trồng được cực kỳ là nhiều luôn này đó một ký thì sẽ trồng được cỡ khoảng 3 chậu 3 chậu hoặc 4 chậu 3 chậu hoặc là 4 chậu Đấy, ngoài ra thì hôm nay em có phi điệp tím Phi điệp tím, phi điệp tím hôm nay à, Em có tất cả là 5 hình Và em sẽ vào chi tiết từng hình 1 Hình số 1 này, hình số 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 gì, tất cả của hình số 1 một. 100.000, một hình số 1 này Hình số 2, hình số 2 cũng 100.000 Ở đây có mấy thân, uh, chân rết, thân nù rất là đẹp Thân ngủ khá là đẹp nha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 về tất cả của hình số 2 Cũng 100 ngàn Hình số 3 Hình số 3 đây 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 về và về nó khá là dài Nó 100 ngàn cho hình số 3 Hình số 4 đây Hình số 4 có 1 này 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Đây có một ghi đẹp này thân nù này thân nù với cả sọc chỉ trắng rất là rõ rất là đẹp nha 100 000 cho hình số 4 hình số 5 hình số 5 thì cũng có những thân rất là đẹp ở đây có thân nù chân rết rất là đẹp này đó thì mã số 5 có 1 2 3 4 5 6 6 dề tất cả thân này thân nù rất đẹp này 100 000 cho mã số 5 à, em có phân rơi Phân rơi, phân rơi thì em vẫn bán là 150 ngàn cho một ký cô chú anh chị nha 150 ngàn cho một ký và một ký thì cô chú anh chị sẽ sử dụng được rất là nhiều Đó, dùng cho điệp, cho kiếm hay là cho tam bảo Nói chung là dùng cho lan rất là tốt luôn đấy nhà em làm để sử dụng và em có dư ra một ít để chia sẻ với cô chú anh chị Cô chú anh chị đặt hàng thì liên hệ với em Có thể là nhắn tin qua zalo cho em nha Nhắn tin qua zalo hoặc là À, nhắn tin qua số điện thoại giúp em Hôm nay em có một dề thủy tiên Một dề thủy tiên hay còn gọi là kiều vuông Đó, thủy tiên rừng Bình Thuận Dề này thì à, à, Đợt trước là có khách đặt rồi Nhưng mà so à, Ở khu vực khách ở là có dịch Không có chuyển được Cho nên là hôm nay em à, à, Chia sẻ lại với cô chủ anh chị nhá 150.000 cho một cái dề thủy tiên này ạ à. 150.000 cái dề nó khá là to dề khá là to nha cô chú anh chị 150 000 ngàn cho dề thủy tiên em có duy nhất một dề thôi ạ rồi em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều uh, hy vọng cô chú anh chị sẽ đăng ký kênh và ủng hộ em ạ uh, hôm nay em có hai khúc lũa này có hai khúc lũa thôi uh, bởi vì là hôm nay em nhà em có việc một chút không có trà rửa không có tẩy được cho nên là chỉ có hai khúc thôi hai uh, khúc này thì uh, em để uh, Cúp số 1 là 50 000 và cúp số 2 là 60 000 Cúp số 2 60 000 cúp số 2 thì khá là đẹp Ôi trà khá là nặng nha cô chú anh chị Bởi vì là vừa mới trà được ít cho nên là là nó còn ướt Còn ướt Chưa có lộ gỗ nhiều cho nên là là cô chú anh chị nhìn không đẹp lắm đúng không ạ 60 000 cho cúp số 2 Rồi em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ Hy vọng cô chú anh chị sẽ đăng ký kênh ủng hộ em ạ